Trời nóng thì mới biết tác dụng của phim cách nhiệt đấy, mà đặc biệt là các bác nào dán những cái dòng phim cách nhiệt giá rẻ mà kém chất lượng nha các bác nhá, đấy thì các bác mới thấy là cái cảm nhận rõ rệt khi mà đi trời nắng. Rồi hôm nay thì bên em liên tục bóc phim cũ và dán phim mới các bác nhá, đây những cái phim kém chất lượng này đấy. Thì với như chiếc xe này thì kính lái và bên em đã dán là 3M nhá các bác. Chủ Túc Sơn này chọn full 3M hết toàn xe luôn. Đấy. Và các bác có thể test được trực tiếp những cái dòng phim, cái chỉ số của phim 3M khi mà các bác chưa dán nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. UV thì là 100 rồi. Đấy, cách nhiệt nó là 98%. Đấy, còn khi mà các bác dán lên xe là nó khi mà mình đi ở dưới cái trời nắng nóng ấy, thì các bác mới cảm nhận được đấy, là cái độ nóng của nó như thế nào. Còn nhiều bác đây, nhiều bác dán những cái dòng phim đấy, phim khi mà dán phim kém chất lượng nhá, phim này em bóc ở xe ra này đấy, bác bảo đi chả đấy mát gì cả. Đây cách nhiệt mới được có 26% này thì các bác mà để xe hoặc là mình di chuyển dưới trời nắng làm sao mà nó có thể cản nhiệt được tốt đúng không ạ? Đấy. Nên là các bác đi dán phim, các bác lựa chọn phim thì các bác nên lựa chọn những cái dòng phim hoặc là mình tham khảo những cơ sở nó uy tín để các bác để lựa chọn phim dán cho xe của mình nó đảm bảo chất lượng và không bị mất tiền oan các bác nhé.